Hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe, bình an, công việc gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với các bạn tử vi tuổi Tỵ năm 2021 về phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và chi tiết cho tử vi tuổi Tỵ trong năm 2021. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Mời các bạn cùng theo dõi. Năm 2021 mang tới vận khí cát lành ở nhiều phương diện cho người tuổi Tỵ, hứa hẹn một năm thăng hoa rực rỡ. Trong công việc, đương số có những biểu hiện xuất sắc, chủ động học hỏi, biết nắm bắt thời cơ, ngoại giao tốt nên có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương năm 2021. Về tài lộc, làm ăn, kinh doanh, cầu tài, cả thu nhập chính và phụ đều tăng lên đáng kể. Nhìn chung, đương số có một năm khá dư dôi về tài chính. Sức khỏe nhìn chung khá tốt, nhưng do bản thân sinh cho lưu niên nên khó tránh lúc đau yếu, bệnh tật, mệt mỏi kéo dài. Ngoài ra, chú ý đi lại kẻo bị va chạm xe cộ, té ngã bất ngờ, nhẹ thì qua loa, nghiêm trọng có thể phải động chạm dao kéo. Đề phòng có tang chế, chuyện buồn thương trong nhà. Sự nghiệp. Đương số như gặp được thiên thời, địa lợi, chỉ còn thiếu yếu tố, nhân hòa, nữa là mưu sự lớn dễ thành, gặt hái thành quả rực rỡ trong năm. Đây là thời điểm lý tưởng để đương số chú trọng mở rộng phương diện ngoại giao, tăng cường giao lưu, tiếp xúc với người quyền thế, khi thời cơ đến, họ sẽ là quý nhân nâng đỡ con đường thăng quan tiến chức của bạn. Cái thiếu của đương số nằm ở sự quyết đoán, nhất quán về mục tiêu và kế hoạch rõ ràng. Chỉ cần bổ sung được, chắc chắn sẽ thu về thành công rực rỡ. May mắn có cát tinh trợ mệnh, bản mệnh sẽ được tiếp thêm động lực tinh thần phấn đấu mạnh mẽ hơn hẳn, thậm chí khát khao đến cháy bỏng, rất tốt cho những ai đã và đang muốn khởi nghiệp trong năm 2021. Tỷ lệ thành công rất cao. Công việc có quý nhân phù trợ, bản thân lại phấn đấu không ngừng, vì thế không có lý do gì mà đương số lại gặp khó khăn trên con đường thăng tiến. Thời cơ đã đến, quan lộ rộng mở thênh thang, hãy cứ đặt mục tiêu rõ ràng, đương số sẽ biết cách để chinh phục thử thách và tiến tới thành công. Tài lộc. Tài lộc tiền bạc trong năm 2021 cho tuổi Tỵ lúc nào cũng rủng rỉnh. Các nguồn thu nhập dù là chính hay phụ đều tăng lên trông thấy. Người làm công ăn lương sớm được tăng lương thăng chức, người làm chủ, làm tư thì mua may bán đắt, tiền bạc cứ thế đổ về túi. Tuy nhiên, có thời điểm hung tinh tác động mạnh về tinh thần, đương số suy nghĩ tiêu cực về việc kiếm tiền, làm giàu, có xu hướng lười nhác, rất dễ để tiền tuột khỏi tầm tay. Ngoài ra, đây là năm cuối gặp hạn tam tai 2021, bản mệnh có thể vướng vòng lao lý hoặc kiện tụng pháp luật nếu nảy sinh ý đồ làm ăn bất chính. Hãy nhớ kỹ điều này kẻo tới lúc đó tiền mất tận mang, kêu trời không thấu. Tình duyên. Năm 2021 lợi cho tình duyên và gia đạo của tuổi Tỵ. Người độc thân vượng đào hoa, có nhiều cơ hội gặp gỡ và kết thân với đối tượng ưng ý. Tình yêu nhanh chóng nảy nở, hứa hẹn đám cưới hạnh phúc. Có điều, để đạt được điều đó, đương số cần nhắc nhở bản thân chủ động hơn nữa trong chuyện tình cảm. Mọi thành công đều đến từ sự cố gắng, trên đời không có bữa trưa miễn phí, đâu bạn nhé. Với các cặp đôi đang yêu, tình cảm tiến triển theo hướng tốt đẹp hơn. Có điều, hung tinh đôi khi lại khiến tâm tư biến đổi thất thường, nếu không kiểm soát tốt cảm xúc để cái tôi của mình quá cao, đôi bên dễ nảy sinh mâu thuẫn, khó mà tiến tới hôn nhân hạnh phúc. Bên cạnh đó, các cặp vợ chồng có thể đón tin vui về chuyện con cái trong nhà. Hoặc nếu muốn sinh con năm 2021, hai bạn nên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về mặt tinh thần và vật chất để đón con chào đời trong điều kiện tốt nhất. Sức khỏe. Tử vi 2021 tuổi Tỵ cho thấy, xét về tổng thể, sức khỏe tuổi Tỵ bình ổn, thể trạng tốt. Tuy nhiên, trong năm Tân Sửu, bản mệnh sinh cho lưu niên nên khó tránh lúc đau yếu, bệnh tật, mệt mỏi kéo dài. Ngoài ra, hung tinh rình rập, chú ý đi lại kẻo bị va chạm xe cộ, té ngã bất ngờ, nhẹ thì qua loa, nghiêm trọng có thể phải động chạm dao kéo. Năm có thiên khốc chiếu, đề phòng có tang chế, chuyện buồn thương trong nhà. Năm 2021, đương số liên tục được ăn của ngon vật lại, được mời tiệc tùng, vì ăn uống quá tải, thức khuya nhiều mà tạo áp lực cho cơ thể. Theo đó, cần ăn uống điều độ hơn, điều chỉnh một số thói quen hàng ngày như đi ngủ sớm, dậy sớm, ăn ít, chia thành nhiều bữa, ăn nhạt hơn, có như vậy sức khỏe mới đảm bảo ổn định lâu dài. Chi tiết tử vi 2021 cho từng tuổi Tỵ. Tử vi 2021 tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 trường Lưu Thủy. Tân Sửu sẽ là năm có nhiều may mắn cho đương số.
mọi mặt trong cuộc sống đều tiếp diễn một cách bình ổn. Bản mệnh nghĩ thoáng hơn về mọi việc nên tâm lý cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, mang lại những tác động tích cực đối với sức khỏe. Tình hình tài chính nói chung ổn định, dù không tiền bạc ngập két thì vẫn dư giả cho những hoạt động hàng ngày trong cuộc sống. Tình cảm không có nhiều biến động, người tuổi Quý Tỵ nhận được sự chăm sóc và tôn trọng đến từ con cháu trong nhà, quan hệ hàng xóm láng giềng cũng hòa hợp. Tử vi 2021 tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 Phú Đăng Hỏa. Năm 2021 là một năm thuận lợi đối với người tuổi Ất Tỵ. Trong công việc, nhờ kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm, đương số có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nếu là người làm đầu tư, kinh doanh, bạn có thể tạo được nhiều mối quan hệ với các đối tác, mở ra cơ hội làm ăn, phát triển cho công ty của mình. Tuy nhiên, bản mệnh không nên tính toán, so đo quá nhiều chuyện được mất, nếu không dễ vướng vào chuyện làm ăn phi pháp hoặc ảnh hưởng đến tình hình sức khỏe. Hãy cố gắng hết sức mình và thỏa mãn với những thành quả do chính bàn tay mình tạo nên. Tử vi Ất Tỵ 2021 có nhiều điểm sáng ở các phương diện cuộc sống, đã tới lúc người sinh năm 1965 tận hưởng trái ngọt cuộc đời rồi. Tử vi 2021 tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 ra Trung Thổ. Người tuổi Đinh Tỵ có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình trong năm 2021 này. Đương số có thể đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước, thậm chí có bước ngoặt trong sự nghiệp khiến mọi người ngưỡng mộ. Phương diện tiền bạc cũng có nhiều chuyển biến tích cực, nếu trước đó bản mệnh phải cố gắng nhiều mới có được cuộc sống đầy đủ thì nay đã có thể làm ăn có lãi, được thưởng nóng, tăng lương, quan hệ xã giao thuận lợi cũng là một trong những nhân tố giúp bản mệnh đạt được nhiều thành công trong cuộc sống thuận lợi hơn. Tử vi Đinh Tỵ 2021 cho thấy, đương số có thể đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước, thậm chí có bước ngoặt trong sự nghiệp khiến mọi người ngưỡng. Tử vi 2021 tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 Đại Lâm Mộc. Năm 2021 là năm thuận lợi đối với người tuổi Kỷ Tỵ. Dưới tác động của cục diện tam hợp, bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp, thậm chí gặp gỡ được quý nhân, khiến công việc đã thuận lợi lại càng trở nên trôi chảy hơn. Chuyện đầu tư, kinh doanh cũng mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, tạo động lực để người tuổi này cố gắng hơn nữa. Trong năm nay, bản mệnh nên chú ý phát huy điểm mạnh của mình, như vậy sẽ dễ dàng gây ấn tượng cho mọi người xung quanh, đem lại tác động tích cực cho cả sự nghiệp và tình duyên. Sau bao ngày tháng kiên trì, nỗ lực, cuối cùng, thời điểm để tuổi Kỷ Tỵ tỏa sáng cũng đến rồi đó. Hãy chủ động nắm bắt. Tử vi 2021 tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 Bạch Lạp Kim. Về cơ bản, năm Tân Sửu là một năm khá yên bình đối với người tuổi Tân Tỵ, mọi mặt trong cuộc sống của bản mệnh đều có những bước phát triển nhất định. Nếu không ngừng cố gắng, tập trung cho nhiệm vụ của mình thì bạn sẽ đạt được thành tích xuất sắc trong việc học, đồng thời có cơ hội được thực tập, làm việc để rèn luyện bản thân. Tình hình tài chính nói chung ổn định, nguồn tiền chủ yếu đến từ các công việc làm thêm cũng như tiền trợ cấp của cha mẹ, người lớn trong nhà. Các mối quan hệ xã giao phát triển ổn định, bản mệnh có thể làm quen với một vài đối tượng đem lại tác động tích cực cho lĩnh vực học tập và sự nghiệp sau này. Tân Sửu là một năm khá lý tưởng đối với người tuổi Tân Tỵ, mọi mặt trong cuộc sống đều có những bước phát triển nhất định. Tử vi 2021 tuổi Quý Tỵ sinh năm 2013 Trường Lưu Thủy. Tử vi Quý Tỵ 2021 cho thấy, trẻ nhỏ sinh năm 2013 trải qua năm Tân Sửu một cách yên bình, không gặp phải những vấn đề lớn lao trong cuộc sống. Bản tính hòa đồng có thể giúp bản mệnh kết giao được với nhiều bạn bè tốt, tinh thần luôn lạc quan, vui vẻ. Trong việc học tập, trẻ nhỏ đã có thể tự giác hơn khi ngồi vào bàn học, không cần thiết cha mẹ phải kèm cặp sát sao như trước đó. Trong gia đình, bản mệnh đã biết quan tâm đến ông bà, cha mẹ và giúp đỡ mọi người xung quanh mình. Ngoài ra, trẻ nhỏ ở độ tuổi này vẫn được sống trong sự bao bọc nuôi nấng của người lớn nên không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Cảm ơn các bạn.